Hello, Minh Phát biết chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây Minh Phát xin cập nhật giá vàng trong nước và thế giới tại thời điểm buổi trưa hôm nay các bạn nhé. Hiện tại bây giờ đang là 11 giờ, thì vàng thế giới vẫn đang ở quanh ngưỡng là 1970 đô la Mỹ các bạn ạ. Trong phiên thì vàng thế giới chỉ có tăng khoảng hơn 3 đô thôi. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên là 1.962 đô và cao nhất 1.972 đô. Chênh nhau cái biên độ chỉ có 10 đô. Và vẫn đang quanh 1.970 đô la Mỹ. Thực ra là cái xu hướng của giá vàng nó tăng phiên ngày hôm nay. Đó là nó nối tiếp cái đà tăng của ngày hôm qua các bạn ạ. Ngày hôm qua thì như các bạn thấy nó về cái vùng 1980 nhưng cuối cùng thì không lên được nữa. 1980. Cuối cùng quay về trên ngưỡng 1960 thôi chứ không thể trụ được 1970 và kéo dài tận sáng ngày hôm nay. Đồng Bitcoin thì hiện giờ đang quanh ngưỡng là 40.000 Bitcoin này, 40.000. Chỉ số đồng đô la Mỹ thì hiện tại bây giờ đã vượt con số là 100 điểm rồi. Trên 100 điểm nhé. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng vẫn đứng ở cái mức là 2,74% thôi. Trong khi đó mức cao hơn là 2,8 cơ. Vì hôm qua kia tới 2,8. Chào bạn Khanh Băng. Băng Khánh nhé. Còn đây là 2 năm. Trái phiếu Mỹ 2 năm. 2,416%. Này không gọi là đảo ngược được. Giá dầu thì cũng quanh cái mức là 100 đô thôi. 100 đô một thùng. Ok quá các bạn ạ. Vàng trong nước phiên ngày hôm nay tăng mạnh nha cả nhà nhá. Cả hai chiều mua bán, thứ nhất là vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì đều có mức điều chỉnh tăng 400 ở chiều mua, chiều bán là tăng 350. Ở chiều mua là 69.250, còn chiều bán là 69.850 đến 69.870. Như vậy là trong nước mình cũng chưa thể chạm 70 đúng không? Chưa chạm 70, mới 6.985 thôi. Biên độ giữa hai chiều, chiều mua và chiều bán hiện tại bây giờ là 600. Còn đối với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh, ở chiều mua tăng 500, chiều bán tăng 300. Chiều mua là 69.200, chiều bán là 69.800. Nguyễn Minh Hải chưa bạn ơi. Còn tại Hà Nội tăng 450 chiều mua, chiều bán tăng 350, 69.250 và 69.850. Biên độ giữa hai chiều cũng là 600.000. Còn giá vàng SJC tại PNG thì phiên ngày hôm nay ở chiều mua tăng từ 300 cho đến 400, còn chiều bán là tăng 350. Đó, chiều mua đã vượt 69 rồi nhá. Bạn nào hôm trước bán là tiếc rồi. Nhưng mà chiều bán vẫn chưa thể chạm 70 được. Đô la chợ đen hả bạn? Bạn chờ mình một tẹo. Đô la chợ đen ngày hôm nay ở chiều mua là 23.270 đồng. Chiều bán là 23.330 đồng. 23.270 và 23.330. Tiếp theo là ở các cái tổ chức cũng như một số ngân hàng đây các bạn. Phú Quý thì tăng 350 và 400 này. Bảo Tín Minh Châu cũng vậy, tăng 360 và 400. My Hồng thì tăng mạnh hơn, chiều mua tăng 600, chiều bán tăng 300. Chiều mua đã đẩy lên mức là 69.4 rồi. Tại Eximbank thì cả hai chiều tăng 500 nhé. 6935 và 6975.
SCB thì chiều mua tăng 400, chiều bán tăng 600. Ngân hàng TP Bank Gold thì chiều mua tăng 450, chiều bán tăng 350. Như vậy là chưa có cái đơn vị nào nhảy lên con số 70. Vẫn là 69 mấy rồi. Còn đây là giá vàng nhẫn. Giá vàng nhẫn thì cho tới thời điểm hiện tại bây giờ đang là 11 giờ 5 phút rồi. Cả hai chiều mua bán tăng 300.000 là cao nhất. Thấp nhất là tăng 125.000. Ở chiều mua là lên mức cao nhất là 55 triệu 800 rồi. Chiều bán cao nhất 56 triệu 700 rồi. Chuẩn bị lên 57 triệu rồi. Nhanh thôi. Chào bạn Thường Nguyễn nha. Minh Hải, phiên Mỹ tối nay lên 2.000 không? Không. Chào bạn Hiền Thu. Như vậy là phiên ngày hôm nay trong nước mình nối tiếp tăng ngày hôm qua đấy. Ngày hôm qua tăng, hôm nay tiếp tục tăng luôn. Vàng tăng, trong đó thì đồng đô la và trái phiếu chính phủ Mỹ có vẻ là cũng đứng rồi. Đây, trái phiếu chính phủ Mỹ đây các bạn, đây là 10 năm, đây là 2 năm. Có vẻ cũng đứng rồi. Đồng đô la thì cũng quanh là 100 điểm rồi. Giá dầu thì cũng quanh 100 đô một thùng. Chưa thể đi xa được. Chào bạn Hiền. Hiền Thu, chào bạn Thủy Trần nhé. Chào bạn Phấn Tổ nhé. Ở trong nước mình có lên mạnh, muốn lên mạnh hay không thì nó phải vàng thế giới, nó phải nhảy lên cao cơ. Nó phải vượt xa cái ngưỡng 1970. Chứ bây giờ vẫn còn đang đứng 1970 này thì chưa thể lên mạnh được. Rõ ràng là cái yếu tố lạm phát của Mỹ nó thúc đẩy giá vàng tăng từ phiên đêm qua. Đây, phiên đêm qua này, lên 1980. Đó, phiên đêm qua đấy các bạn. Lạm phát của Mỹ tính đến tháng 3 là so với cùng kỳ ấy, là 8,5% nhé. Tháng 2 là 7,9%. Tháng 1 là 7,5 thì phải. Tháng 2 là 7,9, tháng 3 là 8,5. Hầu như là vượt dự đoán hết lạm phát đấy. Chào bạn Trung Nguyễn. Ok bạn Hải Minh nhá. Thực ra từ sáng đến giờ nó biên độ nó chỉ có 10 đô này, 1962, 1972 này. Sáng giờ có 10 đô thôi. Rất là hẹp. Xuống chứ. Xuống chứ, nhưng mà ít nhất là không phải lúc này bạn ạ. Đâu thể lên mãi được. Nó sẽ xuống. Lên sẽ phải xuống. Lên mãi không xuống thì chỉ có chết thôi. Mua được không? Mua được chứ. Nhưng mà lúc này mua không có lãi đâu nhá. Mua không có lãi đâu bạn ạ. Mua để chữ thì còn được, nhưng mà mua để có lãi thì lúc này không có lãi đâu. Có vẻ là cũng khó thể vượt qua được cái mức 1975. Hôm qua, tối hôm qua khi mà công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ là nó lên 1979 hay 1980 đấy. Nhưng mà cuối cùng cũng quay lại. Vì bây giờ nó cứ lên một cái là giới đầu tư họ chốt lời rồi. Trong nước mình cũng thế. Trong nước mình mà lên 70 đi,
À, chiều mua này. Cái chiều mua này mà trong nước mình lên 70 71 thử xem. Cũng chốt lời ầm ầm ấy. Như vậy là phiên ngày hôm nay trong nước mình cũng có mức tăng khá tốt các bạn ạ. Từ 150 cho đến mức cao nhất này. Mức cao nhất ở thời điểm hiện tại bây giờ là 600. 600 tại SCB này. My Hồng cũng vậy, tăng 600 này. Cái mức tăng này ấy, cái mức tăng này là nó bằng với lại cái chiều hai chiều mua bán ấy, của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn. Thế còn tại My Hồng thì các bạn thấy là 694 và 698 thì nó chênh nhau có 400. Một nhịp tăng này là đủ rồi. Để xem đã bạn Minh Hải ơi. Để xem đã. Để xem liệu nó còn lên không đã. Chốt xong cái nó quay đầu. Nó lại lăn quay đầu xuống còn được, chứ lại quay đầu lên là tiếc. Đó, đã bảo là đừng cắt lỗ, nhiều bạn cắt lỗ nguy hiểm. Tốt nhất là đừng bao giờ cắt lỗ đúng không? Cắt lỗ là nó còn dao hai lưỡi đấy. Sáu chín chín là cao nhất rồi. Bây giờ 699 cao nhất tại Long Xuyên. Còn chưa cái cửa hàng nào, cái nơi nào buôn bán mà nó cao bằng Long Xuyên được. 699 thôi, ở chỗ bán đấy. Chào bạn Đỗ Quang Bách nhá. Giá đẹp đấy, hôm nay là giá đẹp đấy. Cứ cắt lỗ thì khóc tiếng mán. Còn bạn ơi, còn. Bạn hỏi còn lên không? Bạn hỏi còn xuống không? Còn, còn chứ. Nói chung là nó sẽ còn lên và nó sẽ còn xuống. Chứ nó không thể là một chiều đâu bạn ơi, không có cái gì một chiều cả. Không có thể nào cứ lên mãi được, không có nào xuống mãi được. Trong quá trình lên ấy, nó sẽ điều chỉnh xuống, và khi quá trình xuống ấy thì nó sẽ điều chỉnh lên. Thời điểm này là, nói thật với các bạn là thời điểm này mà lên cao thì cũng rất là khó, kể cả vàng thế giới cũng như trong nước lên cao rất khó, nhưng mà là giảm sâu thì cũng khó trong cái thời bây giờ, hiện tại bây giờ đấy. Xác định là đi ngang một thời gian dài, cái nhịp điều chỉnh lên vài 300 là bình thường, nhưng mà nó không thể tăng sốc hoặc là xuống sốc như cái lúc thời điểm đầu tháng 3 được. Ngày lên triệu mấy, 2 triệu một lượng, 3 triệu, 4 triệu lượng thì nó không có. Đầu tháng 3 là biến động mạnh nhất từ năm ngoái đến năm nay. Chào anh ba miền Tây nhá. Mua vào 70 chốt được chưa? Đã hòa vốn đâu, nếu cần tiền thì vẫn vẫn bán thôi, còn nếu không cần tiền thì đã được vốn đâu, đủ vốn đâu, bây giờ mới 69 mấy rồi mà. Chiều chiều mình đi mua còn chưa được 70 mà.
Chào bạn Minh Tiến. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nhá. Hôm nay nó lên như này ấy, trong nước mình và thế giới nó lên như này ấy, đó là do cái hiệu ứng của dữ liệu lạm phát hôm qua của Mỹ công bố đấy. Hôm qua Mỹ công bố là 8,5% đấy. Còn cái chỉ số tiêu dùng cá nhân thì ngang với lại cái mức dự đoán là 1,2%. Thế nhưng mà lạm phát thì các nhà kinh tế họ chỉ dự đoán là 8,4 thôi, cuối cùng đạt đến 8,5, là cao hơn dự đoán. Hôm em mua 4 số 551, bây giờ đã hòa vốn chưa? 551 á? Đâu à? Cứ không biết là bạn mua cái vàng đấy là của vàng gì. Nếu bạn mua vàng của thằng SJC thì đây, mà so sánh với cái mức giá này được. Thế nhưng nếu bạn mua của các cái cửa hàng ấy, cái vàng 4 số của cửa hàng ấy, thì nó không thể cao bằng cái mức này được đâu nhá. Nó chỉ ngang mức này thôi. Ngang mức này này. Vàng nữ trang 24K này nó ngang với vàng 4 số 9 ở các cửa hàng ấy. May ra thì hòa đây, chứ còn chưa đâu. Thế giới bây giờ nó cứ đứng này thôi. 69 70 69 70 thôi. Để xem tối nay vào phiên Mỹ xem nào. Phiên Mỹ tối nay thực ra là các cái dữ liệu kinh tế thì nó cũng không có biến động nhiều. Nó không tầm ảnh hưởng nó không nhiều so với phiên ngày hôm qua. Ngày hôm qua là cái dữ liệu lạm phát là ảnh hưởng mạnh nhất. Vì khi Fed họ cái căn cứ vào cái số liệu đó. Chỉ tiêu tiêu dùng cá nhân này, dữ liệu lạm phát này để Fed còn tính cái việc mà nâng lãi suất. Thời điểm nào lúc nào nâng lãi suất là nó phù hợp. Bitcoin 4.000 à 40.000. Trần Kim Hà 40.000 bạn ơi. Đây quanh quanh 40.000 đây. Anh Thắng Trần. Đã hầu hết là 3 số chứ không được 4 số. Nước mua phải để ý rồi. Chào anh Tường Giang nhá. Chưa đạt được đúng không? Anh Tường Giang hôm trước mua 70 mà. Hai nghìn đến nơi rồi. Tuấn Vương. Chưa bạn ơi. Còn cách 30 đô nữa. Nó phải trên duy trì ở trên 1975 thì nó mới có hướng lên được. Chưa đạt 1975 mà. Hôm qua nó chỉ vượt qua thôi nó lại xuống. Xuống ngay và liền. Thị trường cứ lên một cái là nó chốt lãi, lên cái chốt lãi ngay. Trong nước mình cũng vậy. Nên nó khó đi xa lắm ạ. Phải nói là cái giá năng lượng của thế giới chứng tỏ là vẫn còn khan hiếm. Mỹ xả 1 triệu thùng một ngày. Từ ngày 31 tháng 3 mà trong vòng 6 tháng cứ 1 triệu thùng một ngày. Sau đó cái khối EU cũng xả thêm 60 triệu thùng trong vòng 2 tháng. Nhật Bản cũng 15 triệu thùng. Thế nhưng mà cái giá dầu nó cũng không thể hạ nhiệt được. Tuần vừa rồi nó về cái vùng 94-95 đô. Thế nhưng bây giờ nó lại ngược lên 100 đô. Chứng tỏ là cái lượng dầu mà các cái nước xả ra thị trường từ các cái kho dự trữ chiến lược ấy chưa thấm vào đâu được.
chỉ được bao nhiêu phần trăm so với cái lượng dầu tiêu thụ. Nên là giá nó vẫn cứ cao này. Mục đích của họ xả dầu ra đấy, chủ yếu để hạ nhiệt và để bù vào cái lượng dầu mà họ không nhập từ Nga. Thế nhưng không thấm vào đâu hết. Ngày tính ra là 2-3 triệu thùng nhưng mà cũng không đủ. Sợ thật. Chứng tỏ là cái nhu cầu quá cao, tiêu thụ nhiều. Chào bạn NDA. Rồi ok các bạn, đây buổi trưa mình cập nhật cho các bạn một lúc buổi trưa thông tin giá vàng trong nước như thế nhá. Và tất nhiên đây là cái hiệu ứng của phiên ngày hôm qua đấy, liên quan đến cái dữ liệu lạm phát cũng như là chỉ số giá tiêu dùng, nên là giá vàng nó bị ảnh hưởng. Giới đầu tư họ cảm giác là thị trường bất an, nền kinh tế bất an, cho nên họ phải dồn vốn vào cái giá vàng này để họ trú ẩn. Nhưng mà khi ổn định cái này họ lại bung vốn ra để họ làm ăn. Anh ba miền Tây, ba lượng 73, khi nào về bờ, khi nào về bờ được, khi nào được giá mới về bờ được. Giá bây giờ là chưa, giá 73 thì mình nghĩ là nếu như 73 thì nó phải vượt 2.000, thế giới nó phải vượt 2.000 thì mới nuôi được hy vọng là trên 70 triệu. Bây giờ nó chưa chạm 70.000, à chưa chạm được 2.000 thì trong nước mình rất là khó, chưa thể vượt được bạn ơi. Tuy nhiên thì không được, giá kệ nó, đừng có cắt lỗ nhá. Đó, mức giá buổi trưa ngày hôm nay các bạn nhá. Bạn nào đang giữ thì cứ cứ giữ đi nhá, đừng có cắt lỗ. Cắt lỗ nguy hiểm lắm. Cái xu hướng tăng của nó vẫn còn các bạn ạ, khi mà chiến tranh còn kéo dài. Chiến tranh Nga và Ukraine sẽ còn kéo dài nữa, chưa hết được đâu các bạn ơi. Và nó sẽ còn khốc liệt. Theo như các nước họ nhận xét ấy, đặc biệt là Mỹ, thì cuộc chiến sẽ còn kéo dài và khốc liệt. Nên nó sẽ vẫn còn ủng hộ cho thị trường vàng. Không thể chấm dứt được. Chấm dứt khi nào Nga đạt được mục đích. Chấm dứt được. Phương Tây thì vẫn tiếp tục đưa ra các lệnh trừng phạt. Chào bạn Sinh Hồ nhé, cảm ơn bạn. Mua 4 số đây, giá 4 số đây bạn ơi. Bạn so sánh cái giá của mình nhé. Chưa anh Hà Tiến ơi. Chưa anh ơi. Mới cao nhất là 699 thôi. Chưa có ở đâu đạt 70 triệu trong ngày hôm nay. Hy vọng là chiều nay nó sẽ đạt được 70 triệu. Chỉ 697, 698, 699. Và cũng đặc biệt là ở chiều mua đã vượt 69 rồi này. 691, 692. 693 và cao nhất là 694 tại Mi Hồng. Mi Hồng hôm nay tăng mạnh nha. 694 này. 70 nhanh mà. Cả nhà nhấn cho mình phát một like nhá. Rồi, bây giờ mình phát có lẽ là cũng xuống, xin xuống để đi ăn cơm. Mới đi làm về cũng mệt cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nhé. Vào đầu giờ chiều thì mình lại cập nhật. Trước khi đi làm mình lại cập nhật vào đầu giờ chiều xem giá trong nước và thế giới. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Luôn ủng hộ kênh của mình. Và nhớ nhấn cho mình phát một like nhé. Và chúc cả nhà buổi trưa ăn cơm ngon. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.